Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức máy tính 24 giờ. Khi các bạn cài Windows, bạn cài Windows 10 nha. Thì khi bắt đầu cài đặt chương trình á, tới cái phần copy á, cái bước thứ hai là copy file các bạn. Cái chương trình nó đang chạy, cái tự nhiên nó báo lên một cái lỗi nha. Cái lỗi không thể cài đặt tiếp tục á. Đó, bạn thấy cái lỗi nè. Cụ thể cái mã lỗi nó là 0 nhân 800750 25D. Chú ý cái lỗi này nha các bạn. Thì trên thực tế mình đã gặp cái lỗi đó rồi nha các bạn. Mình đã sử dụng nhiều cái phương pháp, ví dụ như mình update BIOS, mình thay ổ cứng, thậm chí là mình thay RAM, mình tải cái phiên bản Windows mới nhất về mình cài đặt, nhưng tất cả các phương án đó đều thất bại nha các bạn. Sau đó mình sử dụng cái phương pháp là mình đổi cái chuẩn boot nha, và mình tạo một cái USB boot theo cái chuẩn mà mình vừa đổi á, thì nó thành công nha các bạn. Vì vậy cho nên mình chia sẻ cái quá trình đó để các bạn cùng tham khảo nhé. Thì để giải quyết cái lỗi này mình sẽ đóng lại tất cả và mình khởi động lại máy nha các bạn. Khởi động lại máy. Đó, khi khởi động lại máy mình sẽ vào trong BIOS nha. Bấm phím tắt để vào BIOS. Các bạn tìm đến cái mục Bootloader Option. Bootloader Option nha. Nó có hai cái chế độ boot Legacy và UEFI. Đó. Nó lúc nãy nó chạy cái chế độ Legacy, nó không nó báo cái lỗi đó. Bây giờ mình chuyển qua cái chế độ UEFI nha các bạn. Chú ý nha, chọn UEFI, apply và khởi động lại máy. Rồi mình sẽ dùng cái bản Win cài theo chuẩn GPT nha các bạn. Cài theo chuẩn GPT nha. Bạn chú ý nha, trong cái kênh mình có hướng dẫn cài Win 10 theo chuẩn GPT á, bạn vào trong đó để tham khảo nha các bạn. Đó, sau khi khởi động lại máy, chọn boot từ USB. Đó, bây giờ nó vào trong USB cài đặt. Đó, mình sẽ setup, mình sẽ cài đặt cái bản lại cái bản Windows 10 này, xem nó còn cái thông báo cái lỗi code như lúc nãy hay không nha các bạn. Đó, chọn cái bản Win cài đặt bình thường. Nhớ nha, bản Win này là bản Win cài theo chuẩn GPT nha. Đó, chia bình thường các bạn, chia ổ đĩa bình thường. Bạn chia theo cái video mình hướng dẫn á. Ở chế độ UEFI GPT này thì nó sẽ chia ra làm 3 phân vùng nè. System, MSR và Primary, các bạn chọn cái partition thứ ba, bạn bấm Next nha để cài Win nha. Đó, bây giờ mình đang theo dõi cái phần copy file nè, xem coi nó có báo lỗi code nữa hay không nha các bạn. Đó, phần này mình sẽ tua nhanh, mình tua nhanh á. Nếu mà nó vượt qua được 100% á, tức là mình đã cài đặt thành công nha các bạn. Đó, như vậy là đã qua được cái phần copy. Thì trên thực tế những cái lỗi khi sử dụng máy vi tính đó các bạn sẽ có nhiều cái phương pháp để giải quyết, và tùy theo những trường hợp cụ thể mà cái phương pháp có thành công hay không. Trường hợp này thì mình đã áp dụng trong thực tế và đã thành công nha các bạn. Hy vọng đây cũng là một cái giải pháp để giúp cho các bạn giải quyết cái sự cố lỗi như trên nha. Nếu thấy video thật sự hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.